Xin kính chào các quý vị khán giả của kênh Bão Hồng Audio. Sau vài ngày bận rộn để thay đổi, để co lại không gian phòng cũng như là thiết kế lại trang âm để cho anh em đến trải nghiệm thực tế, có một cái không gian trung thực nhất có thể trải nghiệm được tất cả các sản phẩm tại Bão Hồng Audio. Thì hôm nay bên em đã hoàn thành xong và cũng trân trọng giới thiệu với quý vị bạn ở một mẫu loa mới tại Bão Hồng Audio sẽ phân phối từ thời điểm này, do công ty Nguyễn Audio nhập khẩu và Bão Hồng Audio là đại lý bán lẻ cho Nguyễn Audio tất cả những dòng sản phẩm tại công ty Nguyễn Audio nhập khẩu. Và đầu tiên trong cái clip lần này là cặp loa Scansonic đến từ đất nước Đan Mạch. Scansonic thuộc tập đoàn Dentac. Dentac là một tập đoàn audio lớn nhất nhì tại Đan Mạch, và họ sản xuất ra dòng loa siêu high-end, đó là dòng loa Rido. Rido là một trong những cái dòng loa có thể nói rằng danh tiếng bậc nhất thế giới đến từ đất nước Đan Mạch. Và những cái dòng loa Scansonic thì được người chơi cũng như là hãng ví von là tiểu Rido, với những cái cấu trúc thùng và cái cấu tạo của loa chép tương đương với những dòng loa Rido, nhưng lại với cái mức giá thành hợp lý hơn rất nhiều. Như ta biết thì Rido là một trong những cái thương hiệu high-end hàng đầu thế giới với những dòng loa tiền tỷ rất đắt. Đó, thì nếu như anh em muốn trải nghiệm một cái thứ âm thanh giống như Rido mà lại với mức giá thành hợp lý hơn thì Scansonic sẽ là một cái sản phẩm để chúng ta có thể trải nghiệm tốt những cái chất âm của dòng Rido mà với cái mức chi phí vừa phải nhất. Hôm nay em giới thiệu với quý vị bạn hai mẫu loa, đó là MB2.5 và MB3.5, là hai mẫu loa tầm cao của thương hiệu Scansonic. Đây là hai cái sản phẩm do công ty Nguyễn Audio nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Tại Bao Hồng Audio thì có luôn có những mức giá chiết khấu tốt nhất, hợp lý nhất thị trường. Quý vị bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em sẽ báo giá chiết khấu cực kỳ tốt. Thừa hưởng từ người đàn anh Rido thì Scansonic thừa hưởng rất nhiều những công nghệ bậc nhất của Rido, đó là cấu trúc thùng và cái cấu tạo loa chép Ribbon độc quyền của hãng, kèm theo là cấu trúc nam châm dọc dạng push pull, cùng những hệ thống phân tần đẳng cấp đến từ thương hiệu Scansonic sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh châu Âu hết sức là tuyệt vời và tinh tế. Lần này bên em giới thiệu đến với quý vị bạn hai mẫu loa, đó là mẫu loa MB 2.5 có mức giá là 80 triệu 540 nghìn đồng, và MB 3.5 có mức giá là 122 triệu 850 nghìn đồng. Quý vị bạn liên hệ trực tiếp với bên em sẽ có những mức giá chiết khấu tốt nhất, hợp lý nhất thị trường. Và hiện tại thì những cái sản phẩm này Bao Hồng Audio là đơn vị cung cấp hàng chính hãng tại Việt Nam, nên quý vị bạn hoàn toàn yên tâm, có bảo hành chính hãng cho chúng ta yên tâm chơi. Như ta biết thì Đan Mạch là một đất nước có rất nhiều các cái dòng loa high-end trên thế giới, trong đó thì Rido là một trong những cái thương hiệu tầm cỡ thế giới, cho nên là có những cái chất âm cũng như là có những cái công nghệ hàng đầu thế giới đều được Rido phát triển và tích hợp vào những cái dòng loa của mình. Thì đương nhiên là những cái dòng loa của Scansonic không thể thiếu được những cái công nghệ cũng như là những cái chất lượng cấu tạo thùng, cấu tạo loa chép, cấu tạo nam châm, đó thì cũng được tích hợp đầy đủ vào trong cái những cái mẫu loa Scansonic MB 2.5 và MB 3.5 này. Đây là những cái mẫu loa high-end tầm trung của hãng Scansonic, rất đáng chơi và đáng trải nghiệm. Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em sẽ có những mức giá chiết khấu tốt hơn rất nhiều. Em nhắc lại mức giá của cặp MB 2.5 là 80 triệu 540 nghìn đồng, và Scansonic MB 3.5 là 122 triệu 850 nghìn đồng. Hãy liên hệ trực tiếp với Bao Hồng Audio theo số điện thoại 0978 263 263
bên em sẽ có mức giá chiết khấu tốt nhất. Và bây giờ em sẽ lần lượt khui thông hai sản phẩm này ra để giới thiệu đến với quý vị bạn được chi tiết hơn. Hãy đón xem ngay sau clip này.